hoàn thành phê duyệt tất cả các đề án vị trí việc làm trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các bộ ngành địa phương nhằm đáp ứng lộ trình xây dựng hệ thống bảng lương mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trước đó, Bộ Nội vụ thông tin, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định, các bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành tập trung rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ. Đồng thời tăng cường sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa trung ương và địa phương, giữa các bộ ngành và giữa các địa phương với nhau.